Hoàng hậu xanh nhà em lại cập bến nhá các bác nhá. Nữ hoàng của các loài hoa này các bác ơi. Chậu siêu to khổng lồ này. Chị bê một chậu nữa lên cho các bác xem. Đây này. Ồ ôi, chậu này có nụ rồi này. Đấy, chị bê hai tay hai chậu cho em. Siêu to khổng lồ nhá. Hoàng hậu xanh này hoa ra cực viền bền. Khi mà bắt đầu nó nở hoa rồi các bác có thể chơi tầm 2 tháng. Còn từ lúc nhú nụ cho đến lúc nở hoa hoa tàn này các bác phải chơi tầm 4-5 tháng nha các bác nhá. Siêu to khổng lồ này. Đây này, các bác nhìn một cái chậu nhà em thân toàn củ to nhá. Thân to vật vã luôn. Em cho các bác xem mặt hoa này. Trên mỗi một bông hoa này, mỗi một cần hoa này nó ra phải hàng trăm bông hoa nhỏ li ti nha các bác nhá. Đấy. Em cho các bác xem cận cảnh này. Em nói là nhỏ li ti chứ không phải là nhỏ so với cái cành hoa thôi. Đấy, chứ không phải là nhỏ bé bé li ti đâu. Hoa mùi hương thì cực kỳ là thơm nhá. Nhưng các bác nào mua nhà em đợt trước rồi đấy, về giờ chắc là đang có nụ hoa rồi. Cái hàng này thì em sẽ đảm bảo cho các bác đợt tới này là có nụ có hoa nhá. Các bác nào mua nhà em đợt trước thì biết rồi đấy, em không nói sai một chút nào luôn. Này về nhà nuôi nhà bác này, bây giờ hoa bắt đầu nó mới bắt đầu nó vào mùa nhá. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 130.000 một chậu. Khi các bác mua 3 chậu trở lên em sẽ miễn phí ship và em đi đơn từ 2 chậu. Trong trường hợp các bác mua 1 chậu ghép đơn em vẫn gửi hàng nhá các bác nhá. Để các bác nhìn này, củ nó to sướng chưa này, nhìn nó đã mắt luôn nhá. Siêu to khổng lồ luôn. Đấy. Này em đang dỡ hàng ra đây này. Em giới thiệu tiếp các bác một mặt hàng nữa là đai châu Thái nhá. Đai châu Thái, hàng này nó chỉ có 2 mặt hoa thôi. Một mặt hoa là trắng lưỡi đỏ và một mặt hoa là trắng lưỡi tím nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Đây là mặt hoa trắng lưỡi tím nhá. Trắng ở đây là 5 cánh trắng nhá các bác nhá. Đấy chứ không phải là nó đốm đốm đâu. 5 cánh trắng lưỡi đỏ và 5 cánh trắng lưỡi tím nhá. Đấy. Tha hồ nhá, mênh mông cho các bác lựa chọn. Hàng này em sẽ giới thiệu chia sẻ với các bác giá là 250.000 một chậu như thế này. Đây là mặt hoa là trắng lưỡi đỏ nhá. 250.000 một chậu này. Nó trung bình nó có từ đôi 4, 5 cặp lá trở lên nhá. Hàng lá mít nhá. Và đây là 5 cánh trắng lưỡi tím đây. Đấy. Em để đồng giá cho các bác là 250.000 một chậu. Hàng này nó hoa nó chỉ ra 1 năm một lần thôi. Hoa nó ra vào chuẩn Tết nha các bác nhá. Mênh mông cho các bác lựa chọn này. Giá siêu yêu thương luôn. Các bác mua 2 chậu trở lên em sẽ bao ship nhá. Đấy. Mênh mông luôn. Hàng lá mít, lá xếp, xếp mít nhá các bác nhá. Đấy. Mít mịt mịt luôn này. Và đây là cái lô nhạn VIP nhà em vừa cập bến nhá các bác nhá. Trời ơi đẹp lắm. Hàng trồng thuần rồi ở trên bảng gỗ nhá các bác nhá. Đây em cho các bác xem mặt hoa thực tế đây. Hoa nở tại nhà vườn nhà em đây. Đây. Thơm lắm. Đứng đây mà rứt hết cả mũi luôn các bác ạ. Đây này. Đấy. Thơm cực kỳ luôn. Em cho các bác xem mặt hoa thực tế đi nhá. Ở bên ngoài màu hoa nó còn đậm hơn nhá. Đây này, cái bông này chưa nở hết đây này này. Đấy. Đây và em cho các bác xem cây thực tế này nhá. Một bảng. Cái này trồng thuần ở trên bảng gỗ rồi. Một bảng nó trung bình nó có 2 cây. Hàng lá xếp mít nhá. Đấy. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá 200.000 một bảng. Và em đi đơn từ 2 bảng trở lên. Khi các bác mua 3 bảng thì em sẽ miễn phí ship nhá các bác nhá. Đấy. Cái hàng này thì cực kỳ là dễ chăm bón. Và hoa nó nở rải rác từ bây giờ cho đến tháng 10. Thậm chí là đến tháng 12 dương lịch nhá các bác nhá. Hàng này là hàng nhạn Thái chứ không phải là hàng nhạn rừng nhá các bác nhá. Cho nên là hoa nó không cố định vào tháng mấy. Đấy. Đẹp mướt mát luôn. Này có cái móc treo sẵn rồi, về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Và 7 đến 10 ngày các bác tưới cho em cái cho nó dưỡng ăn dưỡng chất một lần nhá. Nó như người ấy, mình phải ăn tôm ăn thịt ăn cá nó đủ chất nó mới cây nó mới phát triển được. Đấy bộ rễ đáng yêu chưa. Này các bác nhìn này. Bao la bát ngát luôn nhá. Siêu thơm luôn đấy, phải nói là siêu thơm luôn đấy.
thơm, cực kỳ là thơm luôn. Các bác nào mà đứng ở gần đây đến đây nhà em mà xem này, thơm rứt hết hết cả mũi luôn. Đúng vậy đó, nào cái khuôn cái cánh bông nó rất là tròn luôn nhá. Đấy, tròn này. Đấy. 200.000 một bảng có 2 cây nha các bác nhá. Và đây là cái dòng vôi tím rừng Myanmar nha các bác nhá, hay còn gọi là vôi Myanmar. Đấy, em cho các bác xem này, mầm non giờ, tình trạng cây là mầm non giờ nó đang lên nhá. Đấy, thân già nó đã có hoa hết rồi, bây giờ thì chỉ mình chơi thân chơi lá. À, mình giờ đang có mầm non nhá, em cho các bác xem mặt hoa này. Nói về cái dòng này hoa có thơm không? Quá thơm nhá, thơm cực kỳ luôn. Đấy, và cái hàng này các bác mà biết cách chăm sóc đúng cách thì hoa nó sẽ ra đúng Tết nhá các bác nhá. Có nghĩa là như thế nào? Tầm tháng 10, các bác tháng 10 dương, các bác sẽ cắt nước đi cho em. Không tưới vào thân và lá mà mình chỉ tưới vào giá thể thôi. Mình tưới lúc ấy mình mà tưới vào thân và lá thì lúc đến lúc nó ra hoa thì nó ra vừa hoa ra hoa muộn này, nó vừa ra kỳ này. Đấy, nó ra có ra hoa nhưng ra hoa ít thôi. Mà mình ngắt nước thì hoa nó ra đều và nó ra hoa sẽ ra đúng Tết nhá. Nhà em mấy năm vừa rồi em đã chơi rồi, chơi hoa Tết rồi. Và đây này, những cái thân, nói một điều nữa là những cái này này, nó là thân già năm ngoái, nó ra hoa rồi nhá các bác nhá. Mình cứ để đây để cho nó hút dinh dưỡng, nó nuôi cái cây thân non này. Không ảnh hưởng gì, các bác không cần phải cắt đi đâu nhá. Đấy, một số bác không biết thì cứ bảo rằng là sao cây nó xấu thế, nó chọc tu lu. Đây em giải thích cho các bác nhá. Đây này, cái thân già năm ngoái nó ra hoa rồi. Đấy. Và hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá 130.000 một bảng. Và em đi đơn từ 2 bảng trở lên. Trong trường hợp các bác mua 3 bảng em sẽ miễn phí ship. Đây, mà các bác lên mua 2 bảng để về mình ốp vào nhau này, lúc nó ra nó sẽ ra một suối hoa luôn nhá. Đấy. Cực kỳ là thơm và quyến rũ nhá. Này nhà em đây này, các bác nhìn này, mênh mông luôn nhá, bao la bát ngát luôn. Đấy, bao la bát ngát luôn nhá. Em vừa về được một lô cát nhá, cùng có 5-6 màu. Đấy, em quay thêm cho các bác xem. Có cái chậu thì có cái loại là nhiều thân, loại ít thân, nó phụ thuộc vào màu hoa nhá. Đống nào em để riêng ra đống đấy rồi đây. Nhà vườn họ đánh dấu màu, họ để riêng ra, em cũng để riêng ra để cho khách lựa chọn đây nhá. Em về được mấy màu này. Màu thứ nhất này. Đấy. Em cho các bác xem một số mặt hoa đây nhá. Có cây có mèo, có cây chưa có mèo nhá các bác nhá. Cam này, đỏ vàng. Đấy. Tím, trắng. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 300.000 ba chậu như thế này. Em bao ship về tận nhà cho các bác nhá. Chậu nhiều thân hay chậu ít thân thì nó phụ thuộc vào màu hoa nha các bác nhá. Đây này, ví dụ đây là một màu hoa này. Đây là màu đỏ này. Màu đỏ thì nó sẽ ít thân này. Đấy. Đây em quay tiếp cho các bác xem. Màu cam này. Màu cam này nhiều thân này. Đấy. Vàng này. Tím này, có cây có nụ tím đỏ này. Có cây có nụ gì nhá. Em bán hàng là bán hàng chưa có nụ nhá các bác nhá. Đây là chẳng qua có một ít cây có nụ thì em mới có nụ có hoa, em để em làm mẫu cho các bác xem thôi. 300.000. Ba chậu em bao ship. Một mặt hàng nữa em mới muốn giới thiệu đến các bác, đó là Vanda lá xếp nha các bác nhá. Rồi các bác nhìn thấy bộ rễ siêu đáng yêu chưa? Đẹp lắm cơ. Cái hàng Vanda này hoa nó sẽ nở quanh năm. Một năm ít nhất là nó sẽ có 3 mùa hoa. Hết đợt hoa này đến đợt hoa khác nhá. Và cái hàng này là hàng lá xếp của nhà em nhá. Em cho các bác xem qua một số mặt hoa này. Hồng này, đốm này, đỏ này, tím này, xanh blue này, báo gấm này. Đây là ảnh nhà em đang đứng ở bên thái, vườn bên Thái đây này các bác nhìn này. Đấy. Hoa cực kỳ là đẹp luôn. Rất là nhiều màu sắc. Màu sắc rất là phong phú. Hoa thơm lâu tàn nha các bác nhá. Một chậu như thế này nó sẽ có trung bình từ 2 cây trở lên. Đấy. Nó sẽ có từ 2 cây trở lên. Em chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu. Và em đi đơn từ 3 chậu.
ba chậu em sẽ bao ship, dụ ba chậu như thế này. Đây. Siêu đáng yêu luôn nhá. Đấy, ba chậu lá xếp về chậu trung bình có từ 2 cây trở lên nhá. Em sẽ đi đơn từ 3 chậu trở lên em để cho các bác giá. Có chậu 2 cây, có chậu 3 cây nhưng em đi đơn em cứ nói là cái sơ di của nó là từ 2 cây trở lên thôi. Hàng lá xếp này em bán 360.000 ba chậu bao ship nhá. Đấy. Siêu đáng yêu luôn. Bộ rễ của nó cũng đáng yêu. Cái hàng này thì về các bác chỉ việc treo chơi thôi nhá. Thuần sẵn hết rồi. Vanda lá xếp. Đấy, các bác nhìn lá nó xếp này. Và một có điều lưu ý nho nhỏ để cái hàng này lá nó sẽ rất là giòn. Trong quá trình vận chuyển chẳng may nó có bị xước nhẹ một chút hoặc nó hơi bị nứt nứt ra một tí thì các bác cũng hoan hỉ giúp em nhá. Cái này em đóng cẩn thận cực kỳ nhưng mà chẳng may đấy. Đấy em nói là chẳng may thôi. Hàng này cực kỳ là dễ trồng, dễ chăm sóc luôn. 5 đến 10 ngày các bác tưới cho em cái B1 hoặc dưỡng chất cho cây một lần nhá. Em vừa cập bến được một mặt hàng vũ nữ nhá. Siêu thơm luôn. Vũ nữ anh đào nhá các bác nhá. Đây này, các bác nhìn này. Chậu đáng yêu lắm. Hàng này là tình trạng là có cây có nụ, có cây đang sưng nụ nhá các bác nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Đó, em tị. Đây, mặt hoa của vũ nữ anh đào đây. Cái hàng này hoa nó sẽ nở quanh năm nhá. Hết đợt này đến đợt khác. Đây, đây này em chưa quay cho các bác. Cây này đang có nụ này. Và một số cây sưng nụ nhá. Trong một chậu nó có rất là nhiều giả hành. Đấy. Cái hàng này này, về các bác lên sang chậu cho em. Đấy, sang chậu để cho cây đơn, nó có chỗ, có đất nó phát triển nhá. Chậu các bác trồng bằng gì? Bằng sơ dừa và vỏ thông nhá. Đấy. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 130.000 một chậu. Và em đi đơn từ 2 chậu. Trong trường hợp các bác mua 3 chậu em sẽ miễn phí ship nhá. Đấy. Các bác ơi, cái hàng này này thì nó có cái đặc biệt là rất là nhiều thân. Thế nhưng mà ở trong bên Thái họ trồng một cái chậu nhỏ để cho vận chuyển nó cước nó nhẹ đi. Chứ còn so với cái hàng Lâm Đồng, trồng tại Lâm Đồng thì thân nó nhiều hơn. Chỉ kém mỗi cái chậu bé thôi. Đấy, về các bác sang chậu là nó sẽ hoành tráng. Chị cầm cho em cái chậu. Cái chậu này, đây cái chậu này này. Thì thả một cây vào chậu cho em. Đấy, đấy các bác nhìn này. Nó có khác gì đâu. Đấy, thả nó vào chậu này nó không khác một tí gì luôn. Đấy, cây nó còn chậu nữa, cây nó còn to hơn, hoành tráng hơn nhá. Đấy. Đấy, em cho các bác xem nhá. Đấy, giá nhà em nhập đó là siêu yêu thương luôn. Cực kỳ là nhiều thân luôn này. Nụ nó đang lên ở trên, đang mọc ở trên lách lá rất là nhiều luôn nhá. Nó mọc ở những cái kẽ này này. Đây này, nụ này, các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Vũ nữ anh đào nhá. Dòng hoa thơm nổi tiếng luôn. Đây này, các bác nhìn này, nụ này. Đấy. Siêu đáng yêu luôn. Mình quay cái chỗ này nó hơi bị sấp bóng. Bát Bảo Tiên Lai Hoàng Nhạn nhá. Một dòng cây lá xếp được người Thái Lan người ta lai tạo giữa hai giống với nhau. Nói về hương thơm thì cực kỳ là thơm. Hai cái dòng hoa kia nó đã thơm rồi mà bây giờ lai tạo vào với nhau thì nó cực kỳ là thơm. Đấy, hàng này là hàng Thái Lan nhá, được người Thái Lan người ta lai tạo ra giống mới nha các bác nhá. Em cho các bác xem mặt hoa thực tế này tại vườn nhà em đây. Đấy. Bông khuôn bông cực kỳ là tròn nhá. Và nói vừa hương thơm thì này, cái bông hoa nó phải dài tầm 40 cm nhá. 40-50 cm. Đấy. Nói về cái hương thơm thì cực kỳ là thơm. Bác nào ở gần nhà ấy thì đến đây em cho các bác đến đây thưởng thức này. Không người xem em nói có đúng không? Thơm lắm. Đây các bác nhìn này. Đấy, cái hàng này là nhà em trồng thuần từ năm ngoái. Tại vì em thấy nó thơm quá, em mới nhập về nhá. Em mới nhập về để chia sẻ mọi người cùng thưởng thức. Trong cái lô hàng này thì là em bán hàng chưa nụ. Để nó có một cái bông này. Nó đã ra nụ bói rồi. Đấy. Và hoa nó sẽ ra từ rải rác từ giờ cho đến tháng 12. Cho nên là các bác cứ bình tĩnh. Nó về nhà mình thì nó sẽ ra hoa. Em bảo hành luôn cho các bác. Về các bác nào mà thường nóng vội ấy. Mình thích chơi hoa sớm ấy thì mình cứ kích hoa cho em nhá. Phun cái kích hoa vài lần là nó hoa nó sẽ ra. Đấy, bộ rễ thì siêu đáng yêu. Hàng này hàng lá xếp nữa các bác nhá. Đấy.
Và đặc biệt cái hàng này thi thoảng cái lá chân nó sẽ hơi vàng một tí thì các bác hoan hỉ nhận hàng giúp em nhé. Đây, tại vì nó như vậy này. Và thì trong quá trình vận chuyển cái lá này rất là giòn, nó hơi sẽ hơi xước sắc một chút. Đấy, thì các bác cứ gọi là thông cảm cho em. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 130.000 một chậu. Và em đi đơn từ 2 chậu trở lên. Trong trường hợp các bác nào mua 3 chậu như thế này thì em sẽ miễn phí ship nhá. Đấy. Các bác nào mà ghép đơn ý, mua nhiều thứ ý, thì em sẽ gửi cho các bác 1 chậu. Thơm lắm cơ các bác ạ. Và cái hàng này này, cây nó cũng sẽ có cây đẻ con rồi nhá. Em để dành cho các bác nào mua nhiều thì em sẽ ưu tiên cho các bác. Đấy. Cực kỳ, cái hàng này cực kỳ dễ trồng. 7 ngày đến 10 ngày các bác cứ cho em ăn phân thuốc một lần. Đây là từ hôm nó về nhà em mà đã mướt như thế này này. Đấy, em về em phải tưới tắm cho nó ngon lành, nó phục hồi lại thì em mới chia sẻ đến bây giờ bán cho các bác thưởng thức này. Dễ này, yêu chưa? Đấy, bộ dễ nhá, cực kỳ đáng yêu luôn. 130.000 một em thôi. Hương thơm tỏa khắp nhà luôn, mọi người cùng thưởng thức được. Em xuất vườn một cái lô cáo lá xếp cho các bác nhá. Cáo lá xếp hàng trồng thuần rồi này. Về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Cái hàng này thì 7 đến 10 ngày các bác cho em tưới cho nó cái phân dưỡng chất một lần nhá. Còn chỉ việc treo chơi thôi, các bác nào thích ghép to thì mình dỡ ra mình ghép, mà theo em là lên để không như thế này. Em cho các bác xem mặt hoa này. Bông hoa siêu dài, mặt hoa siêu đẹp luôn nhá. Chuẩn cáo Bắc, hàng lá xếp luôn các bác nhá. Đấy. Đẹp lắm. Và cái hàng này nó vừa qua mùa hoa rồi, bây giờ là mình chơi thân thây chơi lá thì các bác nhá. Chơi thân chơi lá thôi. Hàng cáo lá xếp này. Đấy. Một chậu nó là có 3 cây nhá. Hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác giá cực yêu luôn. 140.000 một chậu. Đây, 140.000 một chậu như thế này. Khi các bác mua 3 chậu em sẽ bao ship và em sẽ gửi từ 2 chậu trở lên nhá. Trong trường hợp đây, trong trường hợp các bác mua ghép đơn thì em mới gửi 1 chậu nhá. Còn đây là 420.000 3 chậu này. Em free ship luôn, ship tận giường luôn nhá. Và một điều nữa là cái hàng rừng này này, cái lá chân thì nó không được đẹp đâu. Đấy, các bác nhìn thấy cái lá chân này, si thoảng nó sẽ rách rách một hoặc là nó xước xước một tí. Thì cái lá vườn nhà là mình, nhà mình là về nhà mình trồng ở đây này, là cái lá nõn ở trên này nó mới đẹp nhá. Đấy. 430.000 à 420.000 3 chậu này. Free ship luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Cáo lá xếp nhá các bác nhá. Đấy, các bác nhìn dễ này. Đáng yêu lắm. Lá xếp khít luôn. Đấy. Cho em cho các bác xem lại này. Hiểu chưa, trên một chậu có loại 3 cây đều nhau, có loại cây mẹ cây con đấy các bác nhá. Đấy. Và đây là một cái dòng giả hạc thiên cung nữ bố nha các bác nhá. Cái hàng này là hàng giống Đài Loan nha các bác nhá. Ôi đẹp lắm các bác ạ. Mê ly luôn. Đây này, hàng thực tế tại vườn nhà em nhá. Nói về cái dòng thiên cung nữ bố này thì hoa nó cực kỳ là sai hoa luôn các bác nhá. Sai hoa cực kỳ. Em cho các bác xem hoa của nó này. Trời ơi, mặt hoa đẹp chưa các bác ơi. Đây, chỗ này nó nắng nó rọi vào. Đây, mặt hoa đẹp chưa các bác này. Và hoa cực kỳ là sai nhá, sai từ gốc đến ngọn các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá cực yêu luôn nhá. Này, một chậu chi chít chỉ chịt mấy chục thân luôn đây này. Em chia sẻ với các bác giá là 160.000 một chậu đi. Các bác mua 3 chậu em miễn phí ship nhá. Trong trường hợp nào các bác mua một chậu và ghép đơn thì em mới gửi nhá. Còn nếu mà các bác đi đơn không thì em gửi từ 2 chậu trở lên nhá. Đấy, tại vì là nó cũng trả lãi nhiều đâu, cho nên là em bán quá rẻ rồi. Đây này các bác nhìn này, 3 chậu như này này, thân sai chi chít luôn nhá. Gọi là mê ly luôn đấy. 3 chậu như thế này có bao nhiêu? 480.000. Đấy, và ly ship luôn. Cái này lúc nó ra hoa, các bác mua như này, lúc nó ra hoa nó ra cả một suối hoa luôn. Có chậu thân ngắn, có chậu thân dài nha các bác nhá.
Đây ví dụ như chậu này là thân dài này thì nó sẽ được ít ngọn hơn. Đấy. Lúc nó ra hoa, ui giời ơi, một suối hoa mê ly luôn. Hàng này thì các bác về các bác chỉ việc trao chơi thôi, chăm sóc cực kỳ là dễ nhá. 7 đến 10 ngày các bác cho em ăn phân một lần. Đây này, trời ơi mê lắm, em đứng ở vườn nhà em này mà em còn không chịu được vì tội nó đẹp quá. Đây. Ui giời ơi. Nó là một cái rừng luôn nhá. Đấy. Nó là một rừng luôn. Đẹp lắm. Chậu rất là nhiều thân luôn. Coracoki nhà em về Hà nha các bác nhá. Này. Siêu đáng yêu luôn. Hàng hàng lá xếp nha các bác nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Mặt hoa này thực tế đã nở tại vườn nhà em nhá. Và cái mặt hoa, cái hoa này nó rơi và nó nở từ tháng 5 cho đến tháng 12 dương lịch. Thậm chí là Tết nó cũng có ra nha các bác nhá. Đấy. Nói về cái dòng này thì hoa nó siêu thơm và là siêu bền. Hoa nó phải chơi tầm trên 2 tháng nhá. Này cánh tròn đẹp chưa các bác ơi. Đấy. Và hàng này là hàng cây giống nhá. Trung bình là một chậu nó sẽ có 2 cây này. Đấy. Trung bình một chậu nó có sẽ có 2 cây nha các bác nhá. Cây lá xếp cực kỳ đẹp và bản lá to nha các bác nhá. Đấy. Và với cái đối với cái dòng hoa coqui này này, bao giờ nó về Việt Nam bắt đầu nó cũng trồng, mình trồng vài tháng nó mới nở. Như các bác nào mua nhà em từ cách đây mấy tháng là chắc giờ đã có hoa rồi đấy nhá. Này. Bộ rễ siêu đáng yêu luôn. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu. Khi các bác mua 3 chậu thì em sẽ miễn phí ship. Và em ship từ 2 chậu trở lên nhá. Trong trường hợp các bác ghép đơn thì lấy một chậu em mới gửi nhá, chứ em không gửi một chậu đi ạ. Đấy. Nó sẽ có hai dạng cây, một dạng cây mẹ con này, như cây này cây mẹ con này, và mặt dạng cây là hai cây đều nhau nhá. Đấy, hai cây đều nhau đấy. Siêu đáng yêu luôn. Đáng yêu lắm. Đây, các bác nhìn này. Đấy. Nhà em xếp di dít nhiều quá rồi mà các bác nhìn nó không rõ. Bao la bát ngát luôn nhá. Hương thì thơm cực kỳ luôn ý. Gọi là cực kỳ quyến rũ luôn ý. Cây này cây lá mít nhá. Nói chung là bản lá to. Em là lá mít xếp chứ còn không có mít rụt thì cái hàng này không có lá mít rụt đâu các bác nhá. Dễ này. Đáng yêu lắm. 120.000 một em nhá. Sắp đến mùa hoa nó rồi, các bác nên mua về mình chăm bón nhé. Đem rô lá mít nhà em về hàng cho các bác nhé. Trời ơi, đẹp lắm, phê chưa các bác ơi. Lá mít đồng xu nhá. Đấy. Và cái hàng này là hàng đem rô Thái. Cho nên là hoa nó chơi cực kỳ là bền và cây cực kỳ là khỏe nha các bác nhé. Hoa chơi mình phải chơi trên 2 tháng. Đấy. Có một số cây nó bắt đầu nó ra nụ và một số cây nó chưa ra nụ, cho nên là thân nó rất là tơ tít luôn. Này bộ rễ đáng yêu chưa các bác này. Đấy. Đây có một cây nó nở hoa bói này, xanh cốm lưỡi đỏ này. Đây này. Và cái hàng này thì nó rất là có nhiều mặt hoa. Em cho các bác xem qua một số mặt hoa này. Denzo thì nó nói về cái dòng Denzo ấy, hoa nó ra quanh năm. Hết đợt hoa này đến đợt hoa khác nhá các bác nhá. Đấy. Cứ hết đợt hoa này đến đợt hoa khác rồi. Phê lắm các bác ạ. Và cái hàng này thì em bán mặt hoa sổ số. Tại vì là em cứ thấy lá nó đẹp thì em mua. Cho nên là em quên mất em không hỏi nhà vườn là mặt hoa nó mặt hoa gì. Đấy các bác ạ. Cứ thấy lá đẹp thì mình mua thôi. Hàng này về thì các bác lên cho sang chậu cho em nhá. Sang chậu về mình trồng thêm bằng sơ dừa với vỏ thông nhá. Để cho cây nó có cái đất nó phát triển nó đẻ con này. Đấy. Tại vì người Thái người ta trồng những cái cốc nhỏ như thế này để vận chuyển cho nó dễ, nó đỡ tốn tiền cước. 7 đến 10 ngày các bác phun cho em cho nó ăn dưỡng chất một lần này. Hàng này hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác giá cực kỳ yêu. Em sẽ bán combo nhá. 290.000 5 cốc như thế này và em bao phí ship nhá. Đấy.
Và em đi đơn từ một combo là 5 chậu trở lên chứ em không bán lẻ nha các bác nhá. Vì sao em không bán lẻ? Vì em bán quá rẻ rồi. Rẻ hơn so với mặt bằng chung ở mọi shop họ bán nhiều rồi, cho nên là em phải đi vào một combo. Và cái hàng này này, lá nó rất là giòn. Thi thoảng chẳng may trong quá trình vận chuyển nó có hơi bị xước một chút hoặc là nó bị nứt nứt một tí thì các bác hoan hỉ nhận cho em nhá. Chưa, cái em thì đóng rất là cẩn thận nhưng mà không tránh khỏi. Đấy. Thi thoảng thôi nhá. Chẳng may nó bị thì các bác hoan hỉ nhận giúp em. Siêu đẹp luôn. Lá mít đồng xu này. Trời ơi, đẹp lắm ý. Phê lắm. Càng ngắm càng thấy yêu này. Đây này, đây này. Có mỗi một cây nữa này. Cây này hoa bói là ra hai nhánh hoa này. Và em bán hàng chưa nụ nhá các bác nhá. Đấy. Đẹp lắm. Phê cực kỳ luôn. Phê con lê tê phê luôn. Em giới thiệu tiếp đến các bác một mặt hàng nữa, đó là trầm cổ nhá. Hàng trầm cổ này, hoa tết này. Đấy, em cho các bác xem mặt hoa này. Hoa siêu thơm luôn các bác nhá. Nhà nào bác nào mà tết đến mà treo được một chậu như này thì thơm cực kỳ luôn. Thơm hát hết mùi thịt mỡ dưa hành đi. Và cái hoa này nó sẽ ra chuẩn tết nhá các bác nhá. Đấy. Cái hàng này thì cực kỳ là dễ chăm sóc. Em trồng hàng này trồng thuần rồi, về các bác chỉ việc treo chơi thôi. 7 đến 10 ngày các bác tưới cho em một cái phân dưỡng chất một lần. Đấy. Tầm từ tháng 11 trở đi thì các bác ngắt nước. Các bác ngắt nước có nghĩa là mình không tưới vào phần lá nữa, mình sẽ tưới vào phần gốc này. Đấy, để cho cây nó, vì sao vậy? Vì thì lúc ấy nó cây nó mới ra hoa. Và các bác mà cứ tưới vào phần thân đi thì nó sẽ ra kỳ, nó không ra hoa đâu nhá các bác nhá. Đấy. Siêu đẹp luôn. Bao lao bát ngát luôn cho các bác lựa chọn nhá. Đẹp cực kỳ luôn. Và hàng này em sẽ chia sẻ đến các bác giá là 120.000 một chậu. Trên một chậu nó sẽ có trung bình 4 thân trở lên. Và chiều cao bây giờ nó sẽ trung bình là từ 20 đổ lên nhá. Cây này nó sẽ đạt chiều cao tầm từ 1m đến 1,5m khi các bác chăm sóc. Tốt nhá các bác nhá. Em bán cho các bác giá 120.000 một chậu và em đi đơn từ 2 chậu trở lên. Trong trường hợp các bác mua 3 chậu như thế này, em sẽ để cho các bác giá 350.000 và em miễn phí ship nhá. Đây các bác ơi, bao là bát ngát luôn cho các bác nhá. Đẹp lắm. Phải gọi là thân lù béo ngậy luôn. Hết nước chấm luôn. Gọi là đẹp chặc 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 luôn, cực kỳ luôn. Đây nắng này, thân lù luôn nha các bác nhá. Nắng này nó đang dọi vào đâm ra quay nó không rõ lắm. Đấy, dáng nhiều lắm cơ các bác ạ.